Thưa quý vị, đoàn công tác của Đại học Giao thông Thượng Hải đến thăm và chào xã giao lãnh đạo tỉnh Bình Dương sáng nay. Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Hùng Dũng cùng đại diện các sở ngành liên quan. Chia sẻ về mục tiêu của chuyến thăm, các thành viên đoàn công tác khẳng định tiềm lực phát triển mạnh mẽ của Bình Dương được thể hiện qua các lần tham dự sự kiện Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horacid do tỉnh Đăng Cai tổ chức. Do đó, trường Đại học Giao thông Thượng Hải và đơn vị hợp tác với trường là sàn giao dịch công nghệ Thượng Hải, mong muốn tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh để cùng tạo nên giá trị chung là phát triển xanh, bền vững trên nền tảng ứng dụng khoa học kỹ thuật cao. Đoàn công tác thông tin về các hoạt động hỗ trợ hiệu quả việc phát triển ý tưởng đổi mới sáng tạo, xuất khẩu nghiên cứu khoa học kỹ thuật mà đơn vị thực hiện nhiều năm qua trân trọng cảm ơn tình cảm quan tâm của trường đại học giao thông thượng hải và sàn giao dịch công nghệ thượng hải phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh mai hùng dũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế xã hội và định hướng phát triển thành phố thông minh của bình dương hiện tỉnh đang nỗ lực để trở thành trung tâm đào tạo cung ứng nhân lực chất lượng cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam theo chỉ đạo của chính phủ do đó những kinh nghiệm hỗ trợ từ các trường đại học lâu năm có uy tín thương hiệu là cơ sở quan trọng giúp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ trên bên cạnh đó tỉnh cũng mong muốn trao đổi giải pháp phát triển khoa học công nghệ tạo nên dấu ấn đột phá cho địa phương trong thời gian tới